trực tiếp tham quan các lực lượng tổ chức diễn tập, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng của quân đoàn 12 là cuộc sát hạch lớn để đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện, phương pháp tổ chức, sức mạnh và trình độ sử dụng vũ khí trang bị của các lực lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến trong mọi tình huống của quân đoàn 12 ngay sau khi thành lập. Vì vậy, quân đoàn 12 và các cơ quan đơn vị cần tiếp tục luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần lực lượng, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Chú trọng công tác giáo dục quán triệt, động viên, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ, tiếp tục chuẩn bị chu đáo và quản lý chặt chẽ các loại vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn mọi mặt. Tổ chức huấn luyện thuần thục các nội dung, khoa mục diễn tập sát thực tế, từ khẩu lệnh của người chỉ huy cho đến hành động, xử trí tình huống, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ quân đoàn 12 kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, công tác hậu cần, quân y và các mặt bảo đảm khác để cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn về mọi mặt. Trên thao trường, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập bắn đạn thật, Bộ trưởng mong muốn từng đồng chí đã nỗ lực cố gắng rồi, cần nỗ lực cao hơn nữa, nhất là trong điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp trong những ngày này. Chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy tại khu vực dã ngoại, chấp hành tốt kỷ luật trong hoạt động dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng tham mưu cùng với quân đoàn, cùng với quân khu và các lực lượng tăng cường phối hợp của bộ cũng như là của quân đoàn, quân khu, các quân chủ binh chủng thì rất mong rằng cái hiệp đồng cho nó tốt, chúng ta bảo đảm đoàn kết, chúng ta huấn luyện cho nó chặt chẽ, bài bản, thể hiện được sức mạnh của quân đội. Cuộc diễn tập lần này được tổ chức với sự tham gia của các lực lượng quân binh chủng cùng nhiều vũ khí trang thiết bị hiện đại. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Ban chỉ đạo diễn tập đã định hướng xây dựng hệ thống văn kiện, điều hành sát thực tế với yêu cầu cao để đánh giá khả năng trình độ tác chiến của các lực lượng tham gia diễn tập. Các khung tập đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc lý luận, nguyên tắc tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, các hình thức chiến thuật vận dụng trong diễn tập, đồng thời làm tốt công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và xây dựng các hạng mục công trình chiến đấu phục vụ diễn tập. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các khung tập phải vận dụng và thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự công tác tham mưu trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến. Các đơn vị tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo, giữ mối quan hệ đoàn kết tốt giữa các cơ quan đơn vị và chính quyền nhân dân địa phương, thực hiện nghiêm các quy tắc, quy định, quy trình trong quản lý sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến trên địa bàn chiến lược, là dịp để các đơn vị tham quan, học tập và rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để vận dụng phù hợp vào thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhờ bố trí lực lượng hợp lý, cùng sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của Sư đoàn Không quân 370 và các đơn vị trong quân đoàn, Sư đoàn 9 đã nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa, tổ chức đội hình tập kích trên nhiều mũi, nhiều hướng, tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến đấu của địch, không để cho địch đổ bộ đường không. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, sát thực tế trong nhiều tháng qua. Tổ chức xây dựng kế hoạch luyện tập và huấn luyện ở tại đơn vị thường thuộc các phương án, mà đặc biệt nhất là xây dựng sát phương án tại thực tế ở tường bắn TB3. Sau khi xuống tường bắn T3 thì đơn vị trước hết thì tổ chức xây dựng thiết bị thao trường sát phù hợp và tổ chức luyện tập rất là chặt chẽ. Đặc biệt nhất là trước khi đi diễn tập thì đều được xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Cùng với thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo kế hoạch, lộ trình của Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đoàn 4 cũng đang tập trung đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, tăng thời gian hành trú quân vượt sông để nâng cao sức bền và khả năng thích nghi với các tình huống của bộ đội. Nhờ vậy, bước vào tình huống chiến đấu, các đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn về con người và vũ khí trang bị. Phải tổ chức hết sức chặt chẽ và phải phối hợp hiệp đồng của tất cả các lực lượng tham gia diễn tập, toàn bộ cái hệ thống vũ khí trang bị có trong biên chế cũng như hiệp đồng quân binh chủng với các cái đơn vị của quân đoàn và của bộ
Chính vì vậy nên là yêu cầu về cái tổ chức thực hiện rất là cao. Quá trình thực hành diễn tập với số lượng xe pháo, vật chất bảo đảm nhiều, địa điểm tập kết xa, đường cơ động dài và phức tạp, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đây là những thử thách không nhỏ đối với đơn vị. Để giải quyết vấn đề này, quân đoàn đã yêu cầu các đơn vị tham gia diễn tập ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ huy, điều hành diễn tập, phát huy tối đa hiệu quả của vũ khí trang bị. Kết quả lớn nhất của mỗi cuộc diễn tập chính là các bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các cuộc diễn tập mà những năm tiếp theo. Đó là tiếp tục là chúng ta huấn luyện, nâng cao, đột phá, nâng cao cái chất lượng huấn luyện cho các đơn vị. Đặc biệt đó là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, rồi chiến thuật hiệp đồng giữa các đơn vị với các đơn vị và hiệp đồng giữa hỏa lực với bộ binh và các cái binh chủng trong cái hiệp đồng chiến đấu của hiệp đồng quân binh chủng. Diễn tập cũng là bước thử lửa cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị và thử nghiệm thực tế các loại vũ khí trang bị có trong biên chế trước khi thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quân khí! Quân! Ôi! Quân! Chúng tôi rèn luyện phát triển các nhóm cơ để các huyệt đạo trên cơ thể để khai thông mở ra các huyệt đạo trên cơ thể để có thể vận khí và đưa các khí đến các nhóm cơ. Chúng tôi thường xuyên phải trải qua các bài tập từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp. Mỗi cán bộ, tổ viên phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng gắn với nội dung huấn luyện chuyên ngành, đi với nội dung huấn luyện thể lực để có thể phối hợp phát huy tối đa về kỹ thuật, chiến thuật trong huấn luyện. Điều kiện thời tiết nắng nóng, chúng tôi huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Điều kiện thời tiết mưa gió khắc nghiệt thì chúng tôi huấn luyện bộ đội trong điều kiện thời tiết mưa gió khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện bộ đội sát với thời tiết thi đấu. Tại buổi kiểm tra, Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đã trực tiếp ra đề bài các bài bắn chiến đấu với mức độ khó cao. Qua quá trình thực hành bắn, cơ bản các cặp tổ chiến đấu viên của Lữ đoàn K3 đều đã hoàn thành yêu cầu đề ra của Tổng Tham mưu trưởng. Toàn bộ các mục tiêu cố định, di động, ẩn hiện đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian quy định. Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương biểu dương khả năng chiến đấu cũng như những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, đã huấn luyện tốt rồi thì phải ngày càng tốt hơn nữa, với các biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Nghiên cứu tăng cường huấn luyện cường độ cao để nâng cao kỹ chiến thuật, sức bền, khả năng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh luyện tập các phương án tác chiến trong phòng chống bạo loạn, biểu tình, khủng bố tại các mục tiêu, địa bàn đảm nhiệm. Đang từng bước đẩy chiếc xe nặng hơn 1,5 tấn và đồng đội rèn luyện gian khổ với những chiến sĩ nữ rất là nhỏ nhắn như này mà các ông chí rèn luyện được những động tác rất là khó. Tôi nghĩ rằng những động tác đấy dành cho nam giới nhưng mà các ông chí nữ, các ông chí cũng vượt qua những khó khăn và các ông chí đã đạt được những thành tích rất là tốt. Thay mặt cho đoàn kiểm tra xin biểu dương và mong rằng các ông chí tiếp tục rèn luyện đạt được những thành tích tốt hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện tại nữ đoàn. Thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Lữ đoàn
cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng của Tổng tham mưu trưởng, chỉ lệnh quân báo trinh sát toàn quân, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn. Về thực tế huấn luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ ra rằng, trên cơ sở các bài bắn chiến đấu cơ bản đã có, đơn vị cần phải tự xây dựng ra các bài bắn nâng cao, đưa bộ đội vào giải quyết những tình huống khó hơn nữa, sát thực tế chiến đấu hơn nữa để ngày càng đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh, đơn vị cần tăng cường thường xuyên hơn nữa công tác huấn luyện dã ngoại với cường độ cao, đi sâu vào huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, đồng thời đưa bộ đội vào các tình huống diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với các đơn vị khác để nâng cao trình độ tác chiến của người chỉ huy và chiến sĩ. Tổng tham mưu trưởng đề nghị cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình trên địa bàn đóng quân và các địa bàn được phân công, không để bị động bất ngờ, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, củng cố, kiện toàn các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án sát thực tế, nắm và giải quyết kịp thời tư tưởng cán bộ chiến sĩ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Là trợ lý binh chủng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm, Hà Nội, chỉ còn vài năm nữa, Thiếu tá Lê Văn Huân sẽ nhận quyết định nghỉ hưu theo luật sĩ quan hiện hành. Với 48 năm tuổi đời, gần 27 năm tuổi quân, 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi nhận quyết định nghỉ hưu, anh chỉ được hưởng tối đa 65% mức lương so với quân hàm thiếu tá đương chức. Mức thu nhập đó là quá eo hẹp để sống trong điều kiện chung ở đô thị hiện nay. Trong khi anh còn sức khỏe và vẫn muốn làm việc, nhưng với lĩnh vực đặc thù của quân đội, để tìm việc làm khi về hưu là rất chật vật, khó khăn. Khi nghỉ hưu mà ở độ tuổi này về thì độ tuổi thì nó cũng vẫn còn đang trong độ tuổi lao động. Thế tìm một công ăn việc làm nào đó để làm thì cũng rất là khó, bởi vì mình đã là 48 tuổi rồi. Ra các doanh nghiệp bên ngoài người ta cũng ít có doanh nghiệp người ta nhận anh em tôi ở cái độ tuổi này. Và cái nếu như người ta có nhận thì người ta cũng trả cái mức lương rất là thấp. Khác với Thiếu tá Lê Văn Huân, Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Trung đoàn 64, Sư đoàn Phòng không 361, với gần 20 năm kinh nghiệm, anh được anh em đơn vị gọi vui là cây cao bóng cả của đội ngũ kỹ thuật trong sửa chữa tổ hợp tên lửa S-300. Để đào tạo được một kỹ sư khối ngành kỹ thuật chuyên dụng, đòi hỏi trình độ cao như anh Hà là không dễ. Song phấn đấu đến độ chín về nghề, nỗ lực rất nhiều nhưng lại không thể kéo dài tuổi nghỉ hưu. Cho tôi nghỉ hưu ở cái tuổi 51 thì tôi vẫn cứ nghỉ, nhưng mà tôi cũng có cái còn luyến tiếc, bởi vì mình đã tích lũy kinh nghiệm hơn chục năm rồi thì mình vẫn muốn có thêm thời gian để gắn bó, để tiếp tục cống hiến đơn vị, để có thể truyền đạt kinh nghiệm lại cho những các đồng chí còn thế hệ trẻ, sĩ quan trẻ sau. Theo luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá lần lượt là 51 và 48 tuổi nếu không được bổ nhiệm chức vụ có trần quân hàm cao hơn. Thực tế cho thấy, số lượng sĩ quan giữ chức vụ trợ lý thuộc các cơ quan, đơn vị có trần quân hàm thiếu tá, trung tá rất nhiều. Hầu hết được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực công tác, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng phải nghỉ hưu. Điều này gây ra những khó khăn không hề nhỏ cho công tác tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ ở các cơ quan đơn vị. Thực hiện luật sĩ quan nghỉ hưu ở giai đoạn này có hai khuynh hướng ảnh hưởng tới cơ quan đơn vị, đặc biệt là những đơn vị chiến đấu. Thứ nhất, làm cho đơn vị bị thiếu hụt nguồn nhân lực, chất lượng cho thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời còn mất thời gian để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, có thể đảm đương được công việc, dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sẽ bị ảnh hưởng. Vướng mắc liên quan đến hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ, đặc biệt là tuổi phục vụ cho sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá, vẫn cần được tháo gỡ. Việc sửa đổi, bổ sung luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cần bảo đảm tính kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Đối với
với bộ đội hóa học chúng tôi thì đặc sản đó chính là những chiếc mặt nạ phòng độc. Vào các dịp giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động đá bóng kết hợp đeo mặt nạ phòng độc. Mục đích là để nâng cao thể lực cho bộ đội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Vất vả hơn bình thường ấy. Cái đường thở của mình khi mà đeo mặt nạ thì sẽ bị cản do hộp lọc nhiều hơn khi mà mình thở ngoài không có mặt nạ. Để có thể mà đá được bóng trong cái môi trường lâu như này thì việc đầu tiên là hàng vào những buổi sáng sớm và những buổi chiều sau giờ huấn luyện thì chúng tôi được rèn luyện chạy khí tài 3 km và sau đó thì chạy 100 m đeo mặt nạ. Khi tham gia đá bóng đeo mặt nạ này thì giúp chúng tôi nâng cao được khả năng dẻo dai của mình trong rèn luyện khí tài và thực hiện những nhiệm vụ mà đáp ứng ngày càng cao của quân đội giao cho. Đó khiến tôi cảm giác ăn thấy lạ miệng hơn và thích thú hơn trong bữa ăn, có thêm năng lượng trong một ngày học tập và công tác nữa. Để làm ra một chiếc bánh mì như thế này là gồm 5 bước.